Cho nên bây giờ các bạn chỉ cần nên thêm một khoảng một buổi cà phê hạt nêm nữa là nó vừa các bạn. Bánh canh thì các bạn đặt một cái nồi nước trên bếp, chúng ta trộn qua cái phần bánh canh này, vớt ra thả cái cặn và để đá. Rồi sau khi mà bánh canh nó vừa mới trong, nó đổi qua cái màu trong rồi thì các bạn vớt ra xả lạnh, thì các bạn bắt đầu nấu một tô bánh canh bằng cách là cho bánh canh này vào tô, múc một cái cục giò heo cho lên trên, cắt vào khoảng 3 đến 4 lát thịt heo và chúng ta sẽ rắc hành ngò lên trên, chan nước dùng, rồi cuối cùng cho hành phi, rắc tiêu. Đối với món này thì các bạn rắc tiêu lên ở giai đoạn cuối cùng nha, rồi các bạn bày ra.